Duy Long trân trọng kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và để ca khúc đầu tiên chỉ được gửi đến quý vị là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Minh Đức. Có lẽ vì xin mời quý vị. Phẩm kế tiếp xin được gửi đến quý vị